Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của máy in Vũ Gia. Trước mặt các bạn đây là con máy in Brother 2130. Máy đang gặp tình trạng là hư. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và cách xác định sự cố và hướng dẫn cách sửa chữa sự cố. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì có thể để lại cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình để không bỏ lỡ những video sắp tới mình ra. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ bật nguồn để xem tình trạng máy làm sao. Không tắt nguồn bên hông. Nguồn đã bật. Máy in không khởi động. Màn các tất cả các đèn, bốn đèn chớp liên tục. Bây giờ các bạn nhấn nút go cho mình. Đèn toner sáng. Thì theo những tín hiệu mà đèn nó thông báo thì mình xác định được là bộ sấy của máy in đang có gặp vấn đề. Cần phải tháo bộ sấy ra để kiểm tra. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo bộ sấy. Để bắt đầu đi vào sửa chữa, các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc đồng hồ vạn năng, đồng hồ bình thường thôi, chỉ cần đo thông mạch thôi chứ không cần đồng hồ cao cấp. Rồi tơ vít, kìm. Đầu tiên, các bạn tắt điện, rút điện ra, tháo thay sấy để ra ngoài. Mở nắp sau, tháo nắp sau ra, tháo luôn cái nắp này luôn để một bên. Tiếp theo tháo cái nắp này, các bạn coi có ốc không, hai bên đằng trước và đằng sau không có ốc thì các bạn từ từ các bạn nạy ra, có thể dùng tay không các bạn nạy cũng được đó. Rồi dùng tô vít các bạn nạy phía đằng trước, nạy hai ngàm trên và dưới, nó có hai cái ngàm phía trên và phía dưới, các bạn nạy sau. Thế đây các bạn liên cái máy lên, lấy cái nắp ra. Nhìn chung là các bạn cứ lần lượt bạn lấy ra thôi, nó không khó đâu. Rồi tiếp theo các bạn tháo cái rác này ra. Đó, các bạn để ý kỹ này, cái rác này này, các bạn bóp và kéo ra. Các bạn lấy đồng hồ, các bạn đo hai đầu dây này xem là đo cái bộ sấy trước cho mình. Đây, cái đồng hồ mình chuyển về cái thang đo thông mạch thôi, nhân 10 x10k. Mình thử chạm quen đó, đồng hồ lên là được rồi. Đồng hồ này nó đồ đều, đồng hồ đều thôi các bạn, không đồ tốt đâu. Mình chọc hai cái đầu vào đây, hai đầu que vào trong cái hai đầu của cái rắc sấy này để xem cái kim đồng hồ có lên không. Các bạn ý này, các bạn chọc sâu vào trong nhé. Rồi khi mình đã chọc sâu vào trong mà cái kim đồng hồ này nó không có lên, các bạn ý này, kim đồng hồ này không lên này, là chứng tỏ là bộ sấy đang bị đứt rồi, và khả năng cao là cái thanh cái đèn sấy bị bể nên là cái mạch nó không có thông nữa. Đó, cách đầu tiên để mình xác định bệnh. Còn nếu các bạn chọc vào nó lên thì khả năng bộ sấy của các bạn là ok, mình phải kiểm tra cái khác. Nhưng mà khi mình chọc vô, kích đồng hồ, chọc đồng hồ vô thì kim không lên là chứng tỏ là mạch không có thông, thì khả năng cao là đèn sấy bị bể. Cái dòng này khi mà các bạn tương tác mạnh á, và các bạn cầm cái máy không cẩn thận các bạn để làm rơi cái máy thì cái đèn sấy nó rất dễ bị bể nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái bộ sấy này ra, mở hai con ốc hai bên, các bạn kéo cái gạt hai cái lẫy màu xanh này xuống. Rồi các bạn kéo cái bệ này ra trước. Tiếp theo mở hai con ốc hai bên, hai ốc này là hai ốc giữ bộ sấy.
bên hông nó có hai cái rắc cảm biến của sấy, rút ra. Rồi, cho đây các bạn cầm bộ sấy ra. Đây là bộ sấy của máy. Tạm thời mình để cái máy in qua bên. Bây giờ mình sẽ xử lý cái bộ sấy này. Bây giờ các bạn phải tháo cái, tháo để lấy cái đèn sấy ra. Quy trình tháo, tháo hai con ốc này trước. Nói chung là nó theo từng công đoạn các bạn ạ, chứ không thể nào các bạn đi tắt được. Chung là video mình cố gắng để quay chi tiết nhất, để cho những các bạn nào chưa từng tháo bao giờ có thể làm được. Chứ còn mình không muốn cắt xén video để bỏ qua những công đoạn cho nó nhanh. Rồi, tiếp theo các bạn mở con ốc này. Có những bạn biết rồi thì khi các bạn ấy bỏ qua những thao tác này, các bạn tua nhanh qua video dùm mình. Còn những bạn chưa biết thì cứ biết từ từ làm theo. Rồi, tới đây để ý này, cái điểm tiếp điện này, các bạn dùng cái tô vít dẹt, các bạn gạt, gạt mạnh nó ra. Đó, gạt mạnh nó ra. Đó, rồi, một đầu, đầu bên này nữa. Đầu bên này nó có cái lẫy này, các bạn chỉ phải khe bóp cái lẫy vào, các bạn kéo ra. Rồi, xong. Tiếp theo, hai cái lò xo hai đầu, thấy không? Hai cái lò xo hai đầu, dùng kìm kéo xuống một đầu. Ôi, nhẹ tay thôi nhé, mình nãy giờ hơi mạnh tay xíu. Rồi, dùng kìm. Đây nó có cái lò xo tiếp mát thì các bạn có thể tháo cái lò xo tiếp mát này ra để ra bên. Rồi, dùng kìm kéo lò xo ra. Nhấc cái trục ép này ra. Đây là cái ống sấy. Bên trong nó là có cái thanh đèn sấy. Mở hai con ốc hai đầu. Các bạn cần nhấc cái ống sấy lên. Đây. Nó bị gãy rồi các bạn này, thấy không? Phần đầu nó bị gãy rồi này. Các bạn kéo cái thanh, đây gọi là cái đèn sấy. Đèn sấy nó bị gãy. Đó, các bạn thấy không? Đúng là nó như vậy này. Nhưng mà bây giờ nó bị gãy rồi nên nó không có thông mạch được nữa. Bây giờ phải thay cái đèn này. Thay cái đèn sấy này. Và các bạn cũng chú ý này, cái ống sấy này bây giờ là nó gần như là nó bị hư rồi, nó chảy hết rồi các bạn thấy không, các bạn cũng phải thay luôn cả ống sấy này luôn ha, ống sấy này bị hư rồi. Bây giờ mình đi kiếm cái đèn sấy và cái ống sấy. Rồi, mình đã có được một cái đèn sấy và một cái ống sấy mới. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp ống sấy trước. Lấy cái đầu này ra để gắn qua cái ống sấy mới. Gạt hai cái đầu nãy ở trong này để nó khỏi làm rớt cái nhông này ra, nó giữ cái nhông này lại. Rồi, bắn này vô. Rồi, xong vấn đề của cái ống sấy, mình bỏ ra bên. Các bạn chú ý này, các cái có bốn con cò đây này, nó bị dơ này, các bạn lấy tay các bạn cào cào cái mực nó bám ở đầu con cò đi cái này. Vì cái mực nó bám vào đầu con cò này á, các bạn không cạy nó ra là nó cà vào cái ống sấy mới rồi nó làm chảy ống sấy luôn. Nó két, cái này nó két mực ở chỗ cái đầu ống sấy. Các bạn cá ra. Chỗ này là cái con cảm biến nhiệt nữa này. Nó bám bụi bẩn lên này. Các bạn cũng kẽ lấy tay các bạn cà cái bụi bẩn ra thôi. Rồi, các bạn quét bụi sạch sẽ đi. Rồi,
xong công đoạn là vệ sinh. Bây giờ tới công đoạn là gắn cái đèn sấy này vào. Các bạn chú ý này, cái đầu bộ sấy các bạn để nằm đúng chiều này cho mình nhé. Cái ống sấy nằm chiều này. Cái đèn thì nó có hai đầu, đầu dài và đầu tiếp mát ngắn. Cái đầu dài các bạn để bên này, các bạn luồn từ bên này qua cho mình. Đó, luồn đúng chiều này nhé, bạn thấy không? Đầu ngắn, đầu dài này, rồi. Rồi gắn đầu bên này vào trước. Từ từ các bạn gắn thôi, đừng làm vội. À xin lỗi các bạn để chiều này cho mình. Để chiều này nhé. Cái đầu trắng này, cái đầu trắng rắc to đây này, nằm phía ngoài này. Các bạn thấy không? Đầu trắng to nằm phía ngoài này. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt ống sấy trở lại. Cái công đoạn này thì chỉ mình chú ý khi mình tháo ra làm sao thì mình gắn vào làm vậy thôi. Gạt mấy con cò này xuống. Cẩn thận có mấy con cò nó cào vào cái ống sấy, nó làm chảy cái ống sấy. Chứ là công đoạn này hơi tế nhiều xíu các bạn ạ. Đừng có làm vội vàng chỗ này. Các bạn làm vội vàng đôi khi là cái nào của các bạn làm chảy ống sấy đó. Con cò này cho nó lên trên hết. Chứ mấy con cò này nó mà cụp xuống dưới là nó không có gạt, nó không có tách được giấy. Là giấy nó dễ bị tình trạng nó quấn luôn vào cái nồi sấy các bạn. Rồi xong. Khi tất cả đã được vào đúng vị trí của nó rồi thì các bạn bắt ốc. Trước tiên là bắt hai con ốc để giữ cái thanh ống sấy lại. Xa ra xíu dễ thấy nha. Rồi. Tiếp theo mình gắn cái trục ép này trở lại vào máy. Ép này thì các bạn dùng rẻ lau qua cái nhé. Nói chung là cái gì nó dơ thì các bạn trong quá trình làm các bạn tiện các bạn vệ sinh luôn. Làm cẩn thận. Nhiều lúc vội vàng là nó gây ra hư hỏng đó. Rồi. Các bạn để đúng chiều này. Hai tay các bạn cầm như vậy. Các bạn đặt vào hai cái ngàm này trước. Rồi, hạ xuống. Thì chung quá trình này nào hơi khéo léo một xíu. Hai cái lò xo thì các bạn để ý cái lúc các bạn tháo hai lò xo ra làm sao. Thì bây giờ hai cái lò xo nó cắn vào thì các bạn cũng để đúng cái vị trí đó thôi. Từ khi qua camera các bạn hơi khó thấy đấy. Nhưng mà trước khi các bạn tháo thì các bạn cũng phải quan sát cách để khi các bạn cắn vào. Mình tháo ra làm sao thì mình cắn vào còn cắn được. Chứ đôi khi trong clip thì mấy cái này cũng hơi khó chỉ vì nó hơi chi tiết nhỏ nhỏ. Mình đã gắn hai cái lò xo vào, ok, mình xoay thử cái sấy cái để cho nó chạy, ok là được. Tiếp theo gắn cái nhông này vào. Cái nhông có hai chiều này, đặt đúng với nó mới vào này. Các bạn là san không vào đâu, bắt ốc không được. Mình gắn cái đầu rắc tiếp điện này cho cái thanh đèn sấy. Đó, gắn ra làm sao, tháo ra làm sao thì giờ gắn vào như vậy. Khéo khéo néo đặt đẩy vào nó vào. Bên này cũng thế. Rồi. Lúc tháo ra nó có tiếp mát ở đây thì giờ mình gắn lại tiếp mát trả lại cho nó. Trong cái công đoạn này nó không có gì khó khăn cả, có điều nó cần phải sự khéo léo thôi. Rồi, tiếp theo gắn tới cái miếng nhựa này vào. Các bạn để ý nhé, tháo ra làm sao gắn đúng như vậy nhé, chú ý cái chiều nhé.
có nhiều lúc mình gắn ngược chiều nó vẫn vào đấy, nhưng mà nó in không có được cái giấy đó. Nó gắn chiều này này, có khả năng các bạn bắt ốc vẫn được đây này, nhưng mà in là nó không đúng của nó này. Các bạn gắn đúng chiều. Thế quan trọng nhất là khi tháo ra là mình phải quan sát để còn nhớ khi ráp vào. Thậm chí các bạn không rành nữa, các bạn cầm điện thoại các bạn quay lại quá trình các bạn tháo luôn. Thì đôi lúc có nhiều cái chi tiết nó nhỏ nhỏ, hoặc là đôi khi cái có quá nhiều công đoạn, thế về sau thì mình quên, thậm chí có những cái linh kiện mình không biết lắp vào đâu luôn á. Cái chuyện đó là quá bình thường. Đó, vậy là cái bộ sấy mình đã ráp xong, cái bộ sấy của máy Brother 2130. Bây giờ mình sẽ gắn vào máy để thử. Rồi, mình sẽ dừng công đoạn gắn này ha. Rồi, mình đã gắn bộ sấy vào máy xong. À, bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn coi này, để cho các bạn thấy được này. Đây, đồng hồ mình để thang đo thông mạch này. Đó, mình sẽ chọc vào hai đầu này, để cho các bạn thấy cái kết quả của nó này. Các bạn thấy không? Mình chọc vào cái là đèn nó lên, thấy không? Đầu cái kim của đồng hồ lên. Mình bỏ ra này, mình chọc lại vô lại này. Đó, nó lên. Đó, như vậy nó ok các bạn. Đầu tiên là các bạn phải kiểm tra nó trước để xác định là nó hư do đâu, rồi các bạn hãy tháo. Rồi mình gắn vào. Rồi mình sẽ gắn tất cả những phần còn lại. À, vậy là mình đã ráp vào bộ vỏ xong, xong xuôi. À, bây giờ mình sẽ cắm điện thử. Bật công tắc nguồn. Chờ xíu máy đang thì khởi động. Đó, máy đang quay các bạn, nghe tiếng kêu không? Đèn báo đèn xanh, không còn báo nỗi nữa. Mình sẽ in test thử một bản. Ok, cái này là hộp mực bị lỗi rồi. Đó. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra, xác định lỗi và xử lý sự cố cái tình trạng máy in Brother 2130 báo 4 đèn chớp liên tục. Và mình đã phát hiện ra sự cố là hư bộ sấy, và đã hướng dẫn các bạn cách thay đèn sấy và thay lô sấy. Các bạn thấy video hữu ích thì để lại cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Chúc các bạn thành công.